Quý vị và các bạn, ô nhiễm nguồn nước là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của nhiều làng ung thư ở nước ta. Và nước nhiễm thạch tín, nhiễm bẩn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại bệnh cho cơ thể. Vậy làm thế nào để người dân có được nguồn nước sạch cho cuộc sống, đặc biệt là sau khi lọc chất độc mà vẫn giữ được khoáng chất cho cơ thể? Trong chuyên mục Sống Xanh sáng nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công nghệ lọc nước cho người dân vùng bị ô nhiễm của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó giáo sư Trần Hồng Côn, khoa hóa Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã hàng chục năm nghiên cứu về tình trạng nước bị ô nhiễm. Nghiên cứu cho thấy nhiều vùng ở nước ta nước bị nhiễm thạch tín, các kim loại nặng và vi khuẩn. Từ năm 1996, Phó giáo sư Trần Hồng Côn cùng các đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu làm sao để có được thiết bị lọc nước uống cho người dân, có thể loại bỏ được chất độc, dễ ứng dụng ở các vùng thiếu điện và thiếu nước. Mặt khác, nước sau khi lọc vẫn giữ được khoáng chất có lợi cho cơ thể. Sau nhiều năm nghiên cứu và không ngừng cải tiến, Phó giáo sư Trần Hồng Côn và các đồng nghiệp đã chế tạo thành công thiết bị lọc nước hoàn toàn sử dụng chất liệu trong nước với công nghệ hấp phụ chọn lọc nano. Trước đây thì dùng ví dụ như là các cái oxit hoặc là các cái hạt bạc để mà diệt khuẩn chẳng hạn, thì bây giờ tất cả những cái oxit và những cái hạt kim loại hoặc là những các cái muối chúng tôi đưa về cái dạng nanomet, tức là nó chỉ cái hạt cỡ hạt của nó chỉ khoảng chừng cỡ 6 mà cho đến 20 nanomet. Chính vì vậy mà cái thể tích của cái cột lọc như vậy có thể là thu nhỏ lại và có thể là sử dụng được trong một thời gian dài hơn, và cũng là cái khả năng xử lý của nó mạnh hơn, cho nên là có thể là sử dụng với các nguồn nước mà nó bẩn hơn. Sau khi hoàn thành, đề tài này đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao. Người ta có thể dùng hàng tháng đấy, đúng không? Sau đó rời ra và người ta lại tái sinh, tức là loại bỏ cái điều đi thì lại tiếp tục sử dụng tiếp. Như thế có thể là hãy là bây giờ nếu mình mua của nước ngoài thì phải mua cả, phải có khi dùng hỏng để vứt đi được. Thành đây là được sử dụng lại được nhiều lần. Đấy, ý nghĩa của nó được sử dụng nhiều lần. Và giá thành rất là hợp lý hơn. Đã có rất nhiều thực nghiệm tiếp tục được triển khai ở các vùng nước bẩn, nước bị ô nhiễm nặng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua các cột lọc sử dụng nguyên liệu như than dừa, đá ong, nước hoàn toàn sau khi lọc có thể uống được và dễ sử dụng cho người dân ở các vùng nước bị ô nhiễm. Việc không dùng điện sẽ giúp cho việc triển khai các sản phẩm lọc của chúng tôi ở các vùng lũ sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là không có nước thải, có nghĩa là sẽ vấn đề tiết kiệm nước sẽ được nên là sẽ được ứng dụng rất là tốt cho những cái vùng mà khan hiếm về nước. Công nghệ lọc nước của Phó giáo sư Trần Hồng Côn đã được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF áp dụng triển khai ở một số vùng nông thôn của nước ta. Nước sạch sinh hoạt bị thiếu, ô nhiễm hay nhiễm mặn đang trở thành vấn nạn đe dọa hàng triệu người dân ở khắp vùng đô thị và nông thôn của cả nước. Giờ đây, người dân ở vùng thiếu nước, vùng lũ, vùng bị ô nhiễm có thêm cơ hội được dùng nước sạch, một điều vô cùng cần thiết để có được một cuộc sống xanh. Chúng tôi thử nghiệm công nghệ lọc nước mới bằng chính nước được lấy lên từ con sông Tô Lịch, nổi tiếng của Hà Nội. Nước sông Tô Lịch chứa tất cả các chất độc hại từ nước thải sinh hoạt gia đình, nước thải của một số cơ sở sản xuất, bệnh viện mà không qua xử lý, với tất cả các thành phần từ các loại vi khuẩn, vi trùng cho đến các hợp chất amoni nitrit hàm lượng rất cao có thể gây ung thư. Sau khi mở van, nước chảy qua các ống lọc và gần như ngay lập tức chúng tôi có thể uống được nước sạch và uống ngay. Chúng tôi sử dụng cái công nghệ gọi là lọc chọn lọc, và cái cân bằng hấp phụ này đấy thì nó sẽ giữ lại được cái lượng cần thiết cho cơ thể chứ nó không loại hoàn toàn, mà nó chỉ loại đi đến cái mức độ cần thiết. Thế còn đối với vi khuẩn, riêng đối với các loại vi khuẩn và vi trùng thì chúng tôi dùng cái nano bạc, thì cái này thì phải loại hoàn toàn, không được để lại bất kỳ một con vi khuẩn nào. Thì trong cái trường hợp ví dụ nước sông Tô Lịch này, có những hôm chúng tôi phân tích được nó khoảng chừng trên 50.000 con, có khi là phân tích nó lên được cỡ 100.000 cái con E. coli và cái coliform. Thế nhưng mà khi mà đi qua cái lớp lọc của nano bạc này đấy, thì qua nhiều lần kiểm nghiệm thì đều thấy rằng là cái đầu ra nó không còn một con vi khuẩn nào. Thì tôi tin chắc rằng là cái sức diệt khuẩn của nano bạc, nó đã có truyền thống diệt khuẩn bằng bạc thì có thể đến 3-4.000 năm rồi. Nhưng bây giờ ta sử dụng cái nano bạc thì nó còn mạnh hơn, cho nên khả năng diệt khuẩn của nó rất là tốt. Các công nghệ lọc của nước ngoài phổ biến ở Việt Nam là công nghệ nano hay RO, với nguyên lý lọc là dùng dòng nước mạnh đẩy nước qua các ống lọc
ống lọc được thiết kế để giữ lại các khoáng chất sau khi đưa ra cho chúng ta nước tinh khiết. Nước đó an toàn hóa học nhưng dùng lâu cũng không tốt cho sức khỏe vì đã loại gần hết muối khoáng và vi chất. Công nghệ hấp phụ chọn lọc do Phó Giáo sư Trần Hồng Côn nghiên cứu là phương pháp phủ các nam châm kim loại có kích thước nano lên bề mặt vật liệu siêu rỗng dạng tổ ong, tạo ra diện tích tiếp xúc cực lớn giữa các loại nam châm nano và các phân tử nước. Mỗi loại nam châm nano có ái lực đặc biệt với một nhóm các kim loại được chỉ định và hút giữ lại được những kim loại đó. Do vậy, có thể điều khiển được việc lọc bất cứ thành phần nào trong nước. Chúng tôi sử dụng cái nguyên lý là hấp phụ chọn lọc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cái chất hấp phụ chúng tôi đưa vào trong này, và những chất hấp phụ này thì nó hấp phụ những cái chất không mong muốn. Đấy, ví dụ những cái chất mà chúng ta không mong muốn nó có ở trong nước thì nó sẽ giữ lại. Thế còn thì các cái vi chất hoặc là một số cái khoáng chất khác thì nó vẫn theo nước nó đi ra, do cái cân bằng hấp phụ và do cái tính chọn lọc của các cái lớp hấp phụ. Thế thế mà khi qua cái lớp hấp phụ ấy thì nó có thể nó giữ lại gần như là toàn bộ các cái chất độc hại, về kể cả các kim loại nặng, về kể cả amoni, kể cả các cái như nitrit như tôi nói. Nhưng mà nó được cái là nó giữ lại, nhưng mà nó không phải là giữ lại hoàn toàn, do cân bằng hấp phụ cho nên nó để lại một cái lượng, mà cái lượng này là dưới cái mức độ cho phép, tức là cái lượng cần thiết cho cái cơ thể mình. Chúng tôi cho một cái dòng nước đi qua cái cột lọc, thế và cái dòng nước này đi qua bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu, nó chỉ giữ lại các cái chất không mong muốn, còn lại nước thì cho nó đi ra. Có nghĩa là cái thiết bị lọc như vậy thì nó sẽ không có nước thải, và chúng tôi chỉ cần một cái cột áp như là ở đây, nó thì cao cũng chừng cỡ nửa mét thì đã có thể nó chảy được rồi. Thế như vậy là chỉ cần một cái chiều cao cột áp nửa mét, không cần điện, và cái công suất lọc thì gần như là chúng tôi thu hoàn toàn nước mà sau lọc là được 100%. Cả đời gắn bó với các nghiên cứu về công nghệ hóa học môi trường, năm 1996, Phó Giáo sư Trần Hồng Côn phát hiện ra chất độc arsen có trong nước ngầm ở Hà Nội, và từ đó ông dành toàn bộ quan tâm của mình tới việc xử lý nước. Ông cũng đã nghiên cứu thành công việc sử dụng các vật liệu lọc có sẵn trong tự nhiên là khoáng đá ong và đá son để sản xuất vật liệu hấp phụ chọn lọc cho mình, với chất lượng tương đương các sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ cao của nước ngoài. Bạn có biết chiếm 70% cơ thể con người là nước? Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy con người có thể sống nhịn ăn trong 5 tuần, nhưng nhịn uống nước thì không quá 5 ngày. Tuy nhiên hiện nay, nguồn nước trên thế giới đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng do tác động của con người. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp không qua xử lý đổ trực tiếp xuống nguồn nước ở sông, hồ, gây nên tình trạng ô nhiễm nước trầm trọng. Với vai trò cực kỳ quan trọng của nước, thì việc bảo vệ nguồn nước là rất cần thiết cho cuộc sống của con người ngày hôm nay và mai sau. Một ví dụ thực tế ở thủ đô Hà Nội, có hàng trăm ao hồ, sông ngòi đang bị ô nhiễm nặng. Những ống nước thải vẫn ngày đêm đổ về các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, rồi rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi dưới lòng kênh mương, gây nên hình ảnh phản cảm và mùi hôi khó chịu. Vậy đâu là giải pháp cần thiết cho vấn đề ô nhiễm nước hiện nay? Mỗi người chúng ta cần làm gì để có thể khắc phục tình trạng này? Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã lấy 1.640 mẫu nước từ các giếng khoan hộ gia đình, trường mầm non, trạm y tế và 187 trạm cấp nước tập trung tại 420 xã, thị trấn khu vực ngoại thành. Qua phân tích, kết hợp với các tài liệu quan trắc cho thấy nguồn nước ngầm bị ô nhiễm bẩn và đang lan rộng ở nhiều nơi. Tại xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường đã lấy 123 mẫu nước ngầm để phân tích. Kết quả có 86 mẫu bị nhiễm bẩn, trong đó 4 mẫu có màu lạ, 4 mẫu có độ đục cao gấp 5 lần quy chuẩn cho phép, 28 mẫu có hàm lượng amoni cao gấp 8,33 lần cho phép, 44 mẫu có chỉ số coliform cao gấp 2,68 lần cho phép, 3 mẫu có chỉ số E. coli cao gấp 1,3 lần cho phép. Mới đây, hàng trăm hộ dân thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm phát hiện ra nguồn nước sinh hoạt sử dụng trong nhiều năm nay bị nhiễm chất thạch tím arsen vượt gấp 43 lần mức cho phép. Theo số liệu nghiên cứu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về phân tích arsen trong đất và nước tại Hà Nội, khoảng 1/4 số hộ gia đình sử dụng trực tiếp nước ngầm không xử lý ở khu vực ngoại thành bị ô nhiễm nặng. Trong đó, nước có chứa arsen tập trung tại các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.
ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe con người. Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỷ lệ người mắc các bệnh cấp và mãn tính liên quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư ngày càng nhiều. Người dân sinh sống quanh khu vực ô nhiễm ngày càng mắc nhiều loại bệnh tình nghi là do dùng nước bẩn trong mọi sinh hoạt. Một số bệnh liên quan tới nước: bệnh lây lan qua nước ăn uống, do ăn uống nước bị nhiễm những sinh vật gây bệnh, ví dụ như thương hàn, tả, viêm gan A, lị, bại liệt, run sán. Bệnh do tiếp xúc với nước, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật gây bệnh trong nước, ví dụ bệnh sán máng, xảy ra ở những người bơi lội dưới nước có loài ốc bị nhiễm những sinh vật, có ấu trùng rời khỏi cơ thể ốc vào nước và sẵn sàng xuyên qua da của con người. Các bệnh do côn trùng truyền, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh run chỉ, các bệnh viêm não, ví dụ như viêm não Nhật Bản thường gặp ở trẻ em. Côn trùng trung gian truyền bệnh là các loại muỗi. Bệnh do thiếu nước trong tắm giặt. Nguyên nhân chủ yếu là do ký sinh trùng, các vi khuẩn, virus, nấm mốc gây ra. Các bệnh ngoài da, ví dụ như ghẻ, nấm, hắc lào, bệnh mắt hột và bệnh viêm màng kết, tỷ lệ mắc bệnh liên quan chặt chẽ với việc cung cấp và sử dụng nguồn nước sạch, cũng như thiếu nước sạch để sinh hoạt cá nhân không kém phần quan trọng. Bệnh do vi yếu tố và các chất khác trong nước. Bệnh biếu cổ, do đất, nước, thực phẩm quá thiếu iốt, ví dụ như ở vùng núi cao, vùng xa biển. Bệnh về răng do thiếu hoặc thừa fluor, fluor nhỏ hơn 0,5mg trên 1 lít nước sẽ bị bệnh sâu răng, lớn hơn 1,5mg trên 1 lít nước sẽ làm hoen ố me răng và các bệnh về khớp. Bệnh do nhiễm độc bởi các chất độc hóa học, ví dụ như ăn, uống, nước nhiễm arsen, thuốc trừ sâu, tăng nguy cơ bị ung thư. Bệnh Minamata do hàm lượng thủy ngân trong nước quá mức cho phép dẫn tới nhiễm độc thủy ngân. Triệu chứng: mất khả năng nghe, giảm tầm nhìn, nói khó khăn, không điều khiển được hoạt động, tứ chi run rẩy, mất cảm giác ở đầu ngón tay, ngón chân, mất trí nhớ, ung thư. Giải pháp nào có thể cho nguồn nước sạch, không bẩn, độc hại cho gia đình, người thân và chính bản thân chúng ta?